Xin chào các con. Hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện cổ tích về bà Chúa Tuyết của tác giả Andersen. Mời các con lắng nghe nha. Câu chuyện này kể về cuộc phiêu lưu của cô bé Zelda nhất quyết đi tìm người bạn của mình là Kay với tấm lòng trong sáng và trái tim nhân hậu. Zelda đã liên tục nhận được sự giúp đỡ và cuối cùng đã tìm được Kay trong lâu đài của bà Chúa Tuyết, giải thoát cho bạn của mình khỏi lời nguyền giam giữ. Các con lắng nghe nha. Cô sẽ đi đầu từng phần. Phần thứ nhất, cô sẽ kể cho các con nghe về phần 1. Câu chuyện này cũng hơi dài, nên cô có tất cả là 6 phần. Thì chúng ta nghe từng phần nha các con. Phần 1. Ngày xưa có một con quỷ xấu xí và hung tợn. Quỷ có một tấm gương rất kỳ dị. Soi vào đó, cái tốt sẽ méo mó đi, còn cái xấu xa thì nhân lên gấp bội. Một hôm, quỷ mang tấm gương bay lên trời, định soi vào Thượng Đế và các thiên thần. Nhưng khi quỷ tới gần cổng trời, tấm gương đột nhiên vỡ thành mảnh vụn. Những mảnh vụn này thật khủng khiếp. Người nào không may bị nó bắn vào mắt thì sẽ trở nên lạnh lùng vô cảm. Thật bất hạnh, trong không trung còn vô số những mảnh vỡ ấy đang bay lơ lửng. Hôm ấy, có một đôi bạn rất thân đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Cậu bé ấy tên là Kay, còn cô bé tên là Zelda. Zelda có một giọng đọc êm ái và du dương, nên Kay rất thích được nghe cô bé đọc sách. Đang ngồi, Kay bỗng dưng khuỵu ngã và kêu lên. Ơi, chết ta ơi! Sao mình thấy đau nhói ở tim mắt thế này? Thật tội nghiệp. Cậu bé không hề biết rằng mắt và tim mình đã bị những mảnh gương quỷ bắn vào. Từ lúc đó, Khê không muốn chơi với ai nữa. Cậu bé luôn tìm cách xa lánh mọi người, kể cả người bạn thân nhất là Zelda. Rồi một ngày mùa đông tuyết rơi dày đặc, Kay đã rời nhà đi theo bà Chúa Tuyết trên một cỗ xe lớn màu trắng. Phần 2. Bà Chúa Tuyết đã hồn lên rằng Kay khiến cô quên hết tất cả. Rồi bà đưa Kay lên thật cao, thật xa. Chẳng ai biết cậu bé đi đâu nữa. Người ta đồn rằng Kay đã ngã xuống sông và bị dòng nước cuốn đi. Zelda buồn lắm. Mùa đông lạnh lẽo đã trôi qua và mùa xuân ấm áp đã quay lại. Cô bé hỏi tia nắng và những đàn chim đi tránh rét trở về. Nhưng không có ai có tin tức gì của Khê. Zelda đem đôi giày đó mà cô bé rất thích ra bờ sông. Cô bé hỏi dòng sông. Sông ơi, có phải sông đã lấy mất Khê yêu quý của tôi không? Hãy trả bạn ấy cho tôi. Tôi sẽ tặng sông cho đôi giày đỏ này. Zelda thả đôi giày xuống nước. Nhưng sông trả lại đôi giày cho cô bé, vì sông không có Khay đâu.
Zebda tưởng mình thả giày chưa đúng ở bờ sông. Cô bé liền bước xuống một chiếc xuồng đang đậu sát bờ để thả chiếc giày ra xa hơn. Chiếc xuồng chồng chành rồi bị tuột giày luôn. Từ từ trôi đi. Zebda sợ hãi, oà lên khóc. Cô bé không biết làm cách nào để đưa được chiếc xuồng vào bờ. Đành đứng mặc cho nó trôi theo dòng nước. Khi xuồng trôi đến một ngôi nhà bên bờ sông, Zebda vội cất tiếng kêu cứu. Nghe tiếng kêu, một bà già từ trong nhà chạy ra. Bà vừa gơ gậy lên, một chiếc thuyền đã dạt vào ngay bến. Bà già đưa cô bé tội nghiệp vào nhà. Bà bày ra bàn rất nhiều món ngon để cô bé đang đi. Và đòi được ăn uống thỏa thích. Phần 3. Đã từ lâu, bà già phải sống cô đơn một mình. Bà rất mừng khi được gặp Zebda. Bà muốn giữ cô bé ở lại, nên tìm đủ mọi cách để cô bé được sống đầy đủ và vui vẻ. Một hôm, Zebda dạo chơi trong vườn. Cô bé nhìn thấy những bông hoa hồng tươi thắm, loài hoa mà Zebda và Kay đều thích. Những bông hồng ấy nhắc nhở cô bé đến với bạn. Zebda khẽ hỏi, hoa hồng. Hoa ơi, hoa có biết Kay đang ở đâu không? Các hoa hồng đều lắc đầu. Zebda buồn lắm. Cô bé vụt chạy ra khỏi vườn và quyết định đi tìm Kay. Zebda đi mãi. Cô bé đã qua bao nhiêu làng mạc, hỏi thăm bao nhiêu người, nhưng vẫn chưa tìm thấy Kay. Rồi mùa đông đến, tuyết rơi phủ trắng khắp nơi. Zebda vừa nói, vừa mệt, dừng lại, nghỉ bên một cây to, đã rụng hết lá. Trên cây có vợ chồng anh qua, đỏm đáng cũng đang đứng nghỉ. Qua hỏi, cô bé ơi, cô đi đâu giữa mùa đông giá lạnh thế này? Zebda kể cho quả nghe câu chuyện về Khay. Quả bảo, tôi biết có một cậu bé giống như Khay của cô. Ta thử đến đó xem nào. Vợ chồng anh quả bay trước chặn đường, đưa Zebda đến một tòa cung điện nghi ngoe. Nơi đó có một căn phòng sang trọng và ấm áp. Zebda bước vào căn phòng ấy và gặp một cô bé xinh xắn có mái tóc vàng óng ả, cũng giống một cậu bé, giống hệt Khay. Nhưng họ đều là công chúa và hoàng tử của xứ sở tươi đẹp mà Zebda vừa đặt chân. Hai người bạn mới đã khóc khi nghe vợ chồng anh quả kể về hành trình tìm bạn của Zebda. Họ tặng ngay cô bé một cỗ xe trượt tuyết bằng vàng, cùng mọi vật dụng cần thiết để cô tiếp tục lên đường. Vì muốn sớm tìm được bạn nên Zebda đi suốt đêm ngày không nghỉ. Một đêm kia, cỗ xe đang lao vun vút thì bị một toán cướp xông ra chặn đường. Lũ cướp lóa mắt khi nhìn thấy cỗ xe vàng.
chúng bắt người đánh xe quan vào rừng, đem con ngựa xẻ thịt nướng ăn. Còn Zedda thì bị chúng lôi ra khỏi xe, bắt quỳ trên tuyết lạnh. Khi mụ tướng cướp vừa kề con dao sáng loáng vào cổ Zedda, thì con gái mụ chạy đến níu giữ tay mẹ. Mẹ ơi, đừng giết cô bé này, hãy để cô ta làm bạn với con. Rồi con gái mụ tướng cướp kéo tay Zedda lôi sình sịch về phòng. Từ hôm đó, Zedda không được đi đâu. Suốt ngày phải quanh quẩn chơi với con gái mụ tướng cướp. Thấy Zedda không vui, cô ta gặng hỏi. Và Zedda đã đem chuyện của Khay kể cho cô ta nghe. Bỗng mấy chim bồ câu đang đậu trong phòng nghe thấy câu chuyện, cùng kêu lên. Cô bé ơi, cách đây vài ngày, chúng tôi có gặp Khay ngồi trên xe của bà chúa tuyết đấy. Thế các bạn có biết bà chúa tuyết ở đâu không? Zedda mừng rỡ hỏi rằng, cô bé cứ hỏi bác Tuần Lộc, bác ấy biết rất rõ nơi ở của bà chúa tuyết. Bầy chim ríu rít trả lời. Con gái mụ tướng cướp rất xúc động trước tình bạn của Zedda. Cô ta an ủi bạn. Cậu đừng lo. Sáng mai tớ sẽ sai Tuần Lộc chở cậu đi. Hôm sau, hai cô bé dậy rất sớm. Con gái mụ tướng cướp chuẩn bị cho Zedda đủ mọi thứ, rồi đỡ cô bé leo lên lưng Tuần Lộc. Cô còn ghé tai Tuần Lộc dặn dò rất nhiều. Chú ta gật đầu và chở Zedda lao vút đi. Tuần Lộc băng qua rừng núi, qua những cánh đồng mênh mông phủ đầy tuyết trắng. Một ngày kia, Tuần Lộc ghé vào nhà bà cụ tốt bụng. Bà cụ chỉ đường cho Tuần Lộc đi tiếp, và còn viết thư nhờ bạn thông thái ở tít trên một đỉnh núi tuyết giúp đỡ Zedda. Tuần Lộc và Zedda lại tiếp tục cuộc hành trình. Đường đi mỗi ngày, một khó khăn vất vả, vách núi dựng đứng. Tuần Lộc phải ráng sức nhích từng tí một. Bão tuyết dữ dội như muốn vung vùi đôi bạn trong tuyết lạnh. Phải chật vật lắm, Tuần Lộc mới đưa Zedda lên được đỉnh núi và tìm đến chỗ bà cụ thông thái. Bà cụ thông thái chỉ đường cho Zedda và Tuần Lộc đi tiếp. Bà còn ân cần cân dặn, các cháu còn phải vượt qua rất nhiều trở ngại. Mới tìm thấy được Khay, cháu phải tìm cách lấy hết những gánh gương của quỷ cậu ấy, người ở ấy ra, thì cậu ấy mới thoát khỏi bùa độc. Khi nào gặp nguy hiểm, cháu nhớ đọc kinh cầu nguyện. Chúa nhân từ sẽ giúp đỡ cháu. Nghe bà cụ thông thái nói xong, Tuần Lộc và Zedda vội vã lên đường ngay. Gần đến nơi bà chúa tuyết ở, họ gặp phải lũ quái vật tuyết khổng lồ. Chúng chồm lên như muốn nuốt gọn cả Zedda và Tuần Lộc. Nhớ lời bà cụ thông thái dặn, Zedda thành kính đọc kinh cầu nguyện. Mỗi tiếng cô bé đọc lên là một thiên thần xuất hiện. Các thiên thần cầm vũ khí lao vào tấn công lũ quái vật tuyết. Trong chốc lát, đám vật đã tan tành thành những hạt tuyết li ti, không còn bị đám quái vật chặn đường. Zedda vội vã giục Tuần Lộc đi nhanh tới lâu đài bằng tăng của bà chúa tuyết.
không còn bị đám quái vật chặn đường. Zedda vội vã giục Tuần Lộc đi nhanh tới tòa lâu đài bằng trăng của bà chú Tuyết. Trong lâu đài băng giá đó, Khay đang tím tái vì rét. Cậu ngồi bất động trước một đống lửa những vũng băng mụn và không hề biết Zedda đang đứng bên cạnh mình. Zedda thương Khay quá. Nước mắt lăn dài trên má của bé rồi nhỏ xuống ngực Khay. Những giọt nước mắt đầy tình yêu thương ấm đậm vào tận trái tim lạnh lùng của cậu bé, làm tan biến mảnh gương quỷ. Trái tim Khay ấm áp trở lại và cậu bé bật khóc. Mảnh gương quỷ trong mắt cậu bé, nước mắt cuốn trôi đi, và Khay nhận ra Zedda. Phần cuối. Cậu bé như bừng tỉnh sau cơn mơ, xúc động nói với bạn: "Ôi Zedda, mình lạnh quá. Mình ước ao nhanh chóng được trở về ngôi nhà ấm áp và quen thuộc đầy hương hoa hồng. Mình sẽ ngồi lại bên nghe cửa sổ để nghe bạn đọc sách." Khi bà chú Tuyết quay về, thấy Zedda và Khay ra khỏi tòa lâu đài băng giá, bà biết rằng tình bạn của Zedda đã giúp Khay thoát khỏi bùa phép của quỷ. Bà đành để đôi bạn rời khỏi xứ sở đầy băng tuyết lạnh lẽo trở về quê hương. Lúc này, mùa đông đã trôi qua và mùa xuân đã trở lại. Khắp nơi cây cối đâm chồi nảy lọc, tươi mơn mởn. Trăm hoa đua nở rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Zedda và Khay như được chắp cánh, chẳng mấy chốc đôi bạn đã trở về nhà. Cả nhà mừng rỡ, mở tiệc, ăn mừng. Trong bữa tiệc ấy, bạn bè của Khay và Zedda cùng cất cao tiếng hát ca gợi tình bạn cao quý và đẹp đẽ.